Theo khảo sát nhanh của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về tốc độ tăng giá bất động sản trong chu kỳ 3 năm sốt đất và một thập niên gần đây, thì trong giai đoạn 2016-2018, người Việt khó mua được bất động sản bằng tiền tích lũy vì giá đất tăng quá nhanh. Cụ thể, trong 3 năm qua, giá đất tăng thấp nhất từ 1,5 đến 2 lần và cao nhất là 3 đến 4 lần nếu lấy trung bình là tăng gấp đôi. Trong giai đoạn này, nếu người Việt tiết kiệm và chỉ trông đợi tăng thu nhập để mua nhà đất thì giấc mơ sở hữu bất động sản là không tưởng. Cũng theo đánh giá trên, đa số người Việt sở hữu được bất động sản giai đoạn 2016-2018 đều ở hình thức chuyển đổi dòng tiền từ kinh doanh, sản xuất, đầu tư tài chính, v.v. sang nhà đất. Trường hợp cá biệt, giới đầu tư bất động sản dễ dàng sở hữu, hoán đổi tài sản trong điều kiện sốt đất nhờ tích lũy dòng tiền nhanh đột biến. Khảo sát này cũng chỉ ra trong vòng 10 năm qua, tức giai đoạn 2009 đến năm 2019, giá trị mỗi mét vuông đất tăng trong ngưỡng 4 đến 10 lần tùy vào từng khu vực. Đây cũng là chu kỳ đặc biệt chứng kiến sự biến thiên mạnh mẽ của thị trường khi diễn ra đầy đủ sắc thái từ nguội lạnh đến nóng sốt và giảm tốc. Tốc độ tăng giá 4 đến 10 lần trong một thập niên bị khuyến cáo là thiếu bền vững và tích tụ bong bóng giá. Tuy nhiên, nghịch lý vẫn diễn ra khi các mặt bằng giá mới cao ngất ngưỡng liên tục lập đỉnh mới lại được thị trường chấp nhận.